mọi người, welcome back to Linh Lizzy Channel. Và rất lâu rồi Linh mới quay trở lại với một tập unboxing. Và hôm nay mọi người có thể đoán là gì không? Mình mới hái được một trái cam rất là xinh nè. Và không thể để mọi người chờ lâu hơn, chúng ta cùng unboxing một trái cam này nha. Trước tiên thì bé này cũng đến với Linh là một cách nha, rất là tình cờ thôi. Nhưng mà Linh rất là thích bởi vì Linh sưu tầm một collection. Mọi người có thể đoán là gì không? Chúng ta cùng unbox nha. Bên ngoài cái vị trí này có những, mọi người có thể nhìn thấy không ta? Ok, đó là một em mọi người đoán chưa nhỉ? Linh để một cái quai nha. Nó là một cái quai nên đó là một em Kelly. It's a Kelly gold in gold color and Epsom silver. Là một em bé Kelly 25 khóa bạc da Epsom silver. Linh để gần cho mọi người coi. Đó, mọi người có thể coi các góc cạnh của em bé. Và bé này là một bé khóa trắng, rất là thích. Cái da size 25 là một cái size perfect cho một cái người mini như Linh, là những cái người mà chị em chúng mình là thường người Việt Nam hoặc người châu Á thì size rất là nhỏ, thường cao 1m58 đến 1m65 thì dùng size này rất là hợp với mọi người. Và cái chiều cao của cái bé này thì là 19cm, chiều ngang là 25cm và chiều rộng là 9cm rưỡi. Và bé này mở cho mọi người coi, bên trong là thường có một dây quai đeo. Và cái dây quai đeo này thì là nó là 64cm nha mọi người. Đó, dây đeo của hai bé là 64cm nên là rất là hợp cho tất cả chúng ta. Cái dây đeo đây. Đó. Và thường thì một bé này á, để mua được một bé Hermes như thế này, Hermes như thế này ấy, thì mọi người thường nói là rất là khó, bởi vì là cái màu gold là cái màu must have, là cái màu mà mọi người đều muốn, nó là signature rồi, super super classic của Hermes, mà nhất là size 25 của Kelly. Linh có một cái này Birkin size 25 cũng khóa bạc luôn. Và Linh rất là thích size màu gold bởi vì màu gold là một cái màu mà Linh thích nhất, là nó về một cái màu mùa thu mình mặc đồ rất là đẹp mọi người. Thì em này là một bé mà rất là xinh. Linh có thể so sánh hai em bé này cho mọi người coi. Đó. Thì size 25 là một cái size perfect cho một người cao 1m59 là 5 feet 1 như Linh nha. Đó. Và để một bé gold này thì nhiều người có inbox lên là một cái size 25 thế này thì sách bên trong là thường là sẽ đựng được những cái gì. Thì hôm nay Linh sẽ để đây cho mọi người nhìn và Linh sẽ cho mọi người thấy là Linh đựng những cái gì bên trong nhá. Đây là em bé Kelly 25 mà Linh đã lấy earlier đầu năm nay. Đó, mà bên trong thì mẹ bé ngựa rất là xinh, có cánh. Thì bên trong Linh để được một cái ví. Một cái ví nhỏ của Linh. Đó, một hộp hộp kẹo thơm miệng. Một cây son. Cây son dưỡng không thể thiếu. Một cái túi coin. Đó, coi được ví đựng coi của Linh cũng là của Hermes luôn, mà màu hồng rất là xinh.
Đó, và thường thì có thể là Linh sẽ để một cái máy hình và một cái máy quay tripod để vừa luôn nha mọi người. Để vừa một cái máy chụp ảnh, một cái Linh thường để những cái gift card hay là làm cái tripod và điện thoại Linh dùng trong ngày luôn, để cho nó mình cầm cho nó tiện ấy. Linh rất là thích em bé này luôn. Và đây là một cái dream bag của tất cả các tín đồ yêu Hermes và yêu thời trang. Thì bé này là never go out of fashion. Thì Linh thấy cái giá trị nó chỉ càng ngày càng tăng và sẽ không bao giờ giảm. So với từ năm ngoái đến năm nay thì giá thị trường đã rất là cao và đã tăng lên gấp đôi rồi. Thì nếu mà mọi người có thể tìm hiểu thì bên ngoài có thể bán lên đến 30.000, 31.000 đô. Thì Linh thấy là cái túi này là nếu mà để đầu tư hay là để làm của thì rất là tốt. Bởi vì càng ngày nó càng hời, nó như một cái dạng như là thay vì mình mua xe hay mua nhà thì chúng ta có thể đầu tư vào túi hay quần áo. Mà Linh thấy thì đầu tư vào túi thì nó cũng sinh lời nhiều hơn là đầu tư vào xe. Bởi vì xe thì nếu mà theo Linh biết thì là như trên đất Mỹ thì lăn bánh là hay là mất tiền rồi. Nên Linh thấy là đầu tư vào túi thì là một cái sự đầu tư khôn ngoan hơn của chị em chúng mình. Và nếu mọi người thích cái túi này và muốn xem những cái unbox tiếp theo của Linh thì mọi người hãy comment và nhớ like, subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.